Đây là đồ của con. Cô lấy làm cái gì? Tôi cần tiền. Con bé nó nhớ cô quá nên tôi mới gọi. Tôi không quan tâm gì đến nó nữa cả. Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi không phải mẹ nó. Bà có xứng đáng làm mẹ nó không? Sao lại không xứng đáng? Tôi đẻ ra nó chứ một mình không đẻ ra. Cái gì này? Con ốm thì cô không lo. Cô thu xếp đồ đi đâu đây? Đơn đi công tôi ở trên bàn. Anh ký ngay đi. Đang yên ổn, cô lại muốn kiếm chuyện à? Yên ổn? Anh thấy yên ổn, nhưng tôi thì không. Con thì suốt ngày uống cực quậy như thế này. Còn anh, rách dưới nghèo nàn thế này tôi ổn làm sao được? Đây là đồ của con. Cô lấy làm cái gì? Tôi cần tiền, tôi phải sống. Đúng là cái loại đàn bà. Cô có giỏi thì cô đi luôn đi. Đừng bước chân về cái nhà này nữa. Để xem có ai chứa chấp cái loại phụ nữ bạc bẽn như cô không. Con yên tâm, bố hứa sẽ bù đắp cho con. Kìa, bé Thu, sao ngồi đi chơi? Chắc chờ bố đúng không? Anh nhớ mẹ ạ. Bé Thu dễ thương như này, làm sao mà mẹ bỏ bố con mình được? Chắc là mẹ đi công tác, một thời gian nữa mẹ về thôi. Bố gọi điện cho mẹ đi. Chờ bố gọi điện cho mẹ nhé. Alo. Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi có chồng có con rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Không phải tôi định làm phiền cô đâu, nhưng vì con bé nó nhớ cô quá nên tôi mới gọi. Sao? Cô nói chuyện với con bé, an ủi con bé vài câu giúp tôi. Anh cứ làm phiền tôi thế nhở? Anh bảo luôn với nó đi, là tôi có chồng rồi, có con mới rồi, tôi không quan tâm gì đến nó nữa cả. Đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không phải mẹ nó. Mẹ bảo với bố, bé Thu ở nhà ngoan, đi công tác xong về, mẹ có quà cho bé Thu đấy. Con chỉ cần bố thôi. Bố đưa bé Thu lên nhà với bố nhá. Bé Thu nè. Ôi trời ơi, bố của con. Xem nào. Khiếp, hôm nay đóng vết hơi bị bảnh đấy đâu. Thì hôm nay gặp Thông Gia, dạ, bố cũng muốn ăn mặc cho nó chỉn chu một tí. Dạ. Bố đây. Con nhớ bố. Con bé này, hôm nay lại làm nũng cái gì đây? Bố một thân một mình gá chống đôi con. Ngày hôm nay con lớn rồi, con còn sắp đi lấy chồng rồi nữa. Về sau chắc con không thể ở bên cạnh để chăm sóc bố được nhiều. Gái lớn thì phải lấy chồng con ạ. Sau này chịu khó về thăm bố là được rồi. Dạ. Mà con này, dạ, nuôi con từ bé, nhìn thấy con lớn lên hiếu thảo và xinh đẹp như này, bố thấy hạnh phúc lắm. Dạ. Hình như ông ấy đến đấy, để bố mở cửa. Thôi để con mở cửa cho. Con mời bác vào nhà. Bác chào con. Dạ. Bố con đang đợi ở trong nhà rồi đấy ạ. Dạ anh Tuấn. Vâng ạ. Dạ. Ông mời bác ạ. Chào ông. Chào ông. Chào ông. Mời ông ngồi. Dạ, con chào bố. Đưa cho bố. Tình hình như thế này, Tôi thì tôi nghe sự trao đổi của cháu Tuấn với tôi rồi. Thì thôi thì trước lạ sau quen. Rồi tôi cũng nghe được câu chuyện của hai đứa. Thì hôm nay tôi sang đây có chút lễ vật nho nhỏ xin phép ông cho cháu Tuấn với cháu Thu được tìm hiểu. Rồi lựa ngày tốt để tôi được xin phép là ông đồng ý để đón cháu Thu về làm dâu. Thì sính lễ thì tôi có chuẩn bị đây là 100 triệu cũng như là một ít quà mọn. Thì có gì thì mong ông tác hợp cho hai đứa. Ông nói thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì. Quý hóa là hai gia đình chúng ta tìm được rể hiền và dâu thảo. Mà thôi, giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi. Tôi mời ông và cháu ở lại dùng cơm cùng gia đình nhá. Thu, con vào xem chuẩn bị cơm bố đi. Dạ vâng ạ, uống nước ạ. Tuấn, dạ. Xem vợ con cần cái gì thì vào hỗ trợ vợ nhé. Dạ vâng ạ. Xin phép. Tôi phải thú thật với ông, tôi ngưỡng mộ ông lắm đấy. Ông ấy là gà trống nuôi con. Thế mà... Ôi trời ơi, về đúng lúc thế nhỉ. Ông xịt cái mông xem nào. Ôi trời ơi, xịt mẹ to thế. Tôi là mẹ của cháu Thu. Mẹ ruột ý. Mẹ ruột của cháu Thu ạ? Thế mà tôi cứ tưởng cháu Thu nói tôi đi làm ăn xa. Mà hôm nay cháu ăn hỏi thì phải về chứ. Xính lệ to thế nhỉ. Dạ, thế thì chào bà ạ. Dạ, chào ông. Bà về đây làm cái gì? Con nó có xính lễ to thế này tôi phải chia cho mình ăn một mình à? Bà có xứng đáng làm mẹ nó không? Sao lại không xứng đáng? Tôi đẻ ra nó chứ một mình không đẻ ra. Bà đi ra đây với tôi. Sao phải đi ra đây? Có chuyện gì cứ nói luôn đi. Đi ra! Ơ kìa! Sao phải đi ra? Đi! Có chuyện gì? Đâu? Tôi hỏi bà lần cuối, bà về đây làm gì? Bà đi làm loạn nhà này đi à? Làm sao phải làm loạn? Nhà tôi thì tôi về. Con tôi cưới tôi phải về lấy tiền xính lễ cho ông định ăn của mình à? Bà xem lại mình đi. Bà có xứng đáng làm mẹ nó không? Chả có gì là không xứng đáng cả. Công sức tôi đẻ ra nó cho một mình ông à? Xính lệ hơi nhiều đấy. Hàng xóm bảo với tôi rồi. To lắm thì tôi mới về. Ông nuốt một mình không trôi đâu. Bà xem lại mình đi. Có người mẹ nào mà bỏ con đi 14 năm trời, không hỏi thăm con lấy một câu, không cần biết nó sống chết như nào không? Ngày trọng đại của nó, bà lại dừng về, bà phá đúng không? Bỏ cái đạo đức ấy đi. Gớm, ngày xưa ấy, ông giỏi giang đi, giàu có đi, mẹ tôi con tôi không khổ đi, tôi đâu có bỏ. Đấy, ông nhìn xem, con nó còi cọc bé tí như thế, ai mà nuôi được? Thôi, bà đã nói thế rồi. Khéo bây giờ con bà mặt mũi như nào bà cũng không nhận ra ấy. Con tôi thì đương nhiên là tôi nhận ra rồi. Đây này, tóc ngắn này, nhìn thấy phong người không? Con tôi đây chứ ai, xinh giống mẹ thế nhỉ. Ôi con gái của mẹ. Bác nhận nhầm người rồi ạ. Cháu là Trang, bạn của Thu. Thu đang ở trong bếp kìa. Tại lúc nãy cháu chuẩn bị đồ trong kia nên chưa kịp ra chào bác. Dạ thôi, cháu chuẩn bị đồ xong rồi, cháu mời hai bác ra dùng bữa. Dạ, cả nhà ơi, đồ con chuyện. Đến con mình mà bà còn không nhận ra, bà xứng đáng làm mẹ nó không? Rồi, tôi... Bà vào đây tìm tôi để làm gì? Ngày hôm đó, bà chẳng nói rằng hai bố con tôi không bao giờ được làm phiền bà nữa. Đừng có bao giờ động chạm đến cuộc sống của bà nữa cơ mà. Thì hôm nay là ngày vui của con, mẹ cũng phải có mặt chứ. Thì cũng tiện ở đây là mẹ với Dượng làm ăn khó khăn, bây giờ không còn một đồng nào cả. Thì muốn về mượn ít xính lễ của con. Lại vì tiền? Ngày xưa bà rồi bỏ bố con tôi vì tiền, ngày hôm nay bà quay lại đây cũng chỉ vì tiền. Rốt cuộc cuộc sống của bà còn có gì khác ngoài tiền không? Tình mẫu tử có bao giờ sống cho con người bà không hả? Thì nó cũng là hoàn cảnh, chứ mẹ cũng có muốn đâu. Con nói với bố nhá, cho mẹ mượn nhá, cho mẹ mượn một ít tiền thôi nhá. Thôi được rồi, nếu bà về đây chỉ vì tiền tôi sẽ cho bà, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của con, bà không được phá. Còn bây giờ bà đi về đi, tôi sẽ chuyển tiền cho bà. Kìa con, bà nghe những lời tôi nói đây. Tôi chỉ nói đúng một lần và sẽ không bao giờ tôi nhắc lại trong cuộc đời này nữa. Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, chỉ có bố và không có mẹ. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt bà. Xin mời. Kìa, ngày hôm nay là ngày vui của tôi, mong ba giúp dùm. Con nó đã nói thế rồi, bà đi đi, tôi sẽ chuyển tiền cho bà sau. Đi. Ông, thành thật xin lỗi ông và cháu, xấu hổ với ông và cháu quá. Con xin lỗi bác ạ. Thật sự là tôi không ở trong câu chuyện của ông và bà nhà, nhưng vừa rồi tôi chứng kiến hết câu chuyện. Tôi cảm thông cũng như là hiểu ông nhiều hơn. Hơn hết, tôi cũng thương cháu Thu rất nhiều. Cảm ơn ông đã thông cảm cho hai cha con tôi. Ông đừng nói như vậy. Chúng ta là hai gia đình, nhưng bây giờ đã là một rồi. Tuấn, dạ, con phải yêu thương vợ con nhiều hơn, con biết chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Dạ, mọi người ơi, đồ cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ, cháu mời mọi người ra dùng bữa ạ. Dạ. Tôi mời ông. Mọi người. Dạ, thôi. Dạ, con mời bác ạ.